Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Mùi. Đây là video clip mà mình chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của cái tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Kỷ Hợi 2019. Một trong những cái tháng có thể nói là khá lành đối với người tuổi Mùi. Đặc biệt là những cái người tuổi Mùi mà mang mệnh Thổ, đó là Tân Mùi. Trong cái người những có thể nói là những người tuổi Mùi, năm nay là một cái năm gọi là tam hợp của năm, gồm có Hợi, Mão, Mùi tam hợp của năm về phần địa chi, cho nên là phần gia đạo tình cảm cũng nó cũng đỡ đần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên còn tùy vào cái tuổi, ngày tháng năm sinh mà nó có nhiều điều tốt đẹp hay là không tốt đẹp. Vận vào cái tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, mệnh Sa Trung Kim. Những người này thì gặp cái tháng này nó sẽ như thế nào? Thì như đã biết, mệnh thì Sa Trung Kim, tháng Quý Dậu, tháng 8 âm lịch này cũng là Kim, cho nên có thể bổn mạng là Kim đồng hành, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề. Thậm chí là tốt đẹp khi mà không bị tương khắc, không bị sinh xuất khắc, thì bổn mạng nó làm cho phúc tinh và tài tinh sáng lên và được hưởng lợi, sẽ phần nào khống chế đi những cái sự xấu của các cái sao hạn mà gây ra. Thiên can thì chữ Ất với chữ Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc không phải là một cái khó khăn gì quá lớn đối với người Ất Mùi sinh năm 1955, nam hay nữ mạng. Tuy nhiên nữ mạng thì hơi còn chút khó khăn ở trong cái tháng 8 âm lịch này, nhưng mà nam mạng thì hoàn toàn rất là sung mãn. Địa chi thì Mùi, Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy là không có việc gì quá lớn gây ra buồn phiền ở trong cái gia đạo tình cảm của cái người Ất Mùi sinh năm 1955. Như vậy tháng 8 âm lịch có thể nói là một tháng không có quá nhiều cái sự xung khắc đối với người Ất Mùi sinh năm 1955. Tiếp đến đó là người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh là Thiên Thượng Thủy. Như vậy mà nếu là mệnh Thiên Thượng Thủy mà xét về trụ mệnh á, thì mệnh là tháng là Kim, gặp mệnh là Thủy là Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh sẽ tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Khi mà tốt, bản mệnh được tương sinh á, thì phúc tinh nè, tài tinh, vì thế nó sẽ được giống như là thêm dầu vô lửa vậy, nó cháy sáng hơn, và khi nó sáng hơn nó phát huy tác dụng, nó sẽ khống chế các phá và bại tinh cũng như là sao hạn xấu, mà các điều xấu mà do sao hạn gây ra. Tuy nhiên thiên can của người Đinh Mùi không được tốt đẹp với cái tháng Quý Dậu. Vì sao? Vì cái chữ Quý nó khắc chữ Đinh, thiên can bị tháng tương khắc, công việc dễ gặp không thuận lợi, lâm vào bế tắc. Đặc biệt là các anh nam cẩn thận cái phần ký tá giấy tờ, nếu không muốn đáo tụng đình đó. Cái thiên can mà tương khắc như vậy là công việc sẽ rất là gặp nhiều điều không tốt. Nếu như là các anh thì các anh các chị thì em sẽ tránh ký tá là làm cái gì lớn ở trong những cái tháng bị như thế này. Địa chi thì cũng giống như người Ất Mùi, Mùi với Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy thì là không có việc gì lớn ở trong gia đạo. Như vậy người Đinh Mùi tốt được về mặt bổn mạng, hy vọng rằng khi mà tốt về bổn mạng, về phúc tinh và tài tinh, nó sẽ khống chế bớt, nó làm tiêu hao bớt cái sự khó khăn do cái chữ Quý của tháng khắc đinh báo hiệu đem lại nhiều điều không có may mắn thuận lợi ở trong cái công việc của các anh các chị ha. Tiếp đến đó là người Kỷ Mùi, một trong những cái người mà mình có thể nói là ân quán tình thù với mình rất là nhiều ha, ân tình với mình nhiều rồi. Người Kỷ Mùi thì là mệnh Thiên Thượng Hỏa. Với cái mạng như vậy là xét về trụ mạng
thì rõ ràng là họa sẽ khắc kim, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được ok cho lắm, có thể là sẽ có bệnh nhưng mà không quá nặng nề, cũng không có nói chung là nếu như mà bản mệnh của mình khắc tháng thì đỡ hơn. Nó sẽ thí dụ giống như là chúng ta gặp bệnh hoặc là không, bản mệnh chúng ta lúc đó nó sẽ bị suy yếu chứ không bị nguy nan như cái kiểu là kim khắc mộc ha. Chừng nào mà kim khắc mộc thì mình mới sợ là bản mệnh mình bị nguy nan, còn này mình khắc nó thì có đi nữa thì cũng là chỉ cảm sòn hoặc là nhẹ nhàng nhức đầu gì đó, nói chung là cơ thể không khỏe thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi nào là quá nguy hiểm. Tuy nhiên mà khi mà nó bị tương khắc nhau á, dù là mình khắc nó khắc mình á, thì cái phúc tinh và tài tinh sẽ mất đi cái tác dụng khá nhiều. Vì thế là nó cũng có chút khó khăn ở trong cái bộ mạng của mình. Thiên can thì chữ kỷ của Kỷ Mùi khắc chữ quý. Thiên can khắc tháng, công việc sẽ chắc chắn gặp nhiều chống phá. Đỡ hơn người chữ đinh á, là bị tháng khắc thiên can dễ lâm vào bế tắc. Còn cái chữ kỷ khắc chữ quý này á, là chúng ta khắc nó thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng là thí dụ như cái việc đó làm cái là được liền, không có, nó phải trục chặt chút chắc rồi nó mới thành công. Tức là chúng ta vẫn nắm thế chủ động để mà giải quyết vấn đề, chứ không phải là thuận lợi 100%. Ví dụ như là chữ giáp hợp kỷ thì ok liền ha, thì lúc đó là cái công việc của cái tháng đó nó sẽ hanh thông, nó nhẹ nhàng, nó quá lắm. Còn này thì nó phải tốn tâm tốn sức một tí xíu mới được. Cho nên là người Kỷ Mùi nhớ nha, địa chi thì Mùi Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp, cho nên gia đạo mọi thứ có thể là gia đạo tình cảm sẽ phải là tốt đẹp, không có việc gì quá lớn lao, đừng phải lo lắng. Người Tân Mùi tiếp đến là người Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh lộ bàn thổ. Như vậy xét về trụ mạng là mạng là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe yếu, bổn mạng không được tốt, cần cẩn trọng một tí xíu. Và nên nhớ là khi mà bổn mạng bị sinh xuất á, là phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị mờ đi, và mờ đi thì là cơ hội cho ông phá và bại tinh ông hoàn thành ha. Cho nên là Tân Mùi cẩn thận nha. Nhưng mà thiên can thì ok, thiên can là tân quý không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của tân là kim, nạp âm ngũ hành của quý là thủy, cho nên có thể nói là bị sinh xuất bụng của nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy khi mà sinh xuất á, thì rất là dễ hao tốn tiền tài nhưng mà không quá lớn, tức là có đầu tư có bỏ ra nhưng mà mình không có phải là bị chủ động để mất đi, mình có thể là hy vọng nó sẽ quay trở lại cho mình ha. Đó là một cái cách để mà luận giải cái việc đó. Địa chi thì Mùi Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp, cũng giống như người tuổi Mùi khác. Đó là một cái mà điều mà nghĩ ra mình nghĩ ra nó ok. Như vậy là nãy giờ xét bốn cái tuổi mùi trong tháng Dậu thì cái phần địa chi tức là phần về gia đạo không quá xung khắc, không có xung khắc, không có gì hết, thì cảm thấy là gia đạo sẽ không phải là cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề mà có nhiều cái điều trăn trở đối với người tuổi Mùi ở trong cái tháng 8, tháng Quý Dậu, tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019. Tiếp đến đó là những cháu tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 hoặc là các bác sinh năm 1943, mệnh Dương Liễu Mộc. Những người này, hai cái năm sinh này thì đối với những cái người nữ mạng của người mà các anh các chị nào mà có cha mẹ là người Quý Mùi ở trong tháng này thì cẩn thận phần sức khỏe một tí xíu, vì cái bản mệnh là kim khắc mộc của này thì nó sẽ gây ra đôi chút khó khăn cho sức khỏe, có thể là không được tốt. Nếu như mà lỡ mà sập xuống ở trong cái giai tháng này thì rất là khó dựng lại sức khỏe của các bác nữ. Còn các em nhỏ nam nữ thì tuổi này cũng vẫn là đang là ở tuổi đi học, tuổi học cấp 3, cho nên là thôi tập trung vô học hành, cẩn thận về cái mặt sức khỏe, đừng đi tắm ao tắm hồ không có tốt đẹp cho lắm nha. Thiên can là chữ quý, nó đồng hàng
thì công việc không gặp khó khăn gì hết, thuận lợi nhiều điều. Nhưng mà đôi như đã nói thôi, 2003 thì đang đi học, 1943 thì gọi là ngồi hưởng già, đang chờ về với Phật trời. Cho nên là cái trụ để làm ăn thì thôi coi như mình không xét đi. Địa chi Mùi Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì đối với các bác lớn tuổi sinh năm 1943 thì gia đạo sẽ là niềm vui vui vẻ cho các bác, không có ai làm cho các bác cảm thấy mà mình phải khó khăn buồn phiền đâu. Còn đối với các em nhỏ 2003 thì đây là một cái năm chuẩn bị cho cái giai đoạn môi trường mới, mình chuyển ở công việc học ở lớp mới, hy vọng là cái việc phần tình cảm, phần đối xử với bạn bè, các mối quan hệ xã hội nó sẽ tốt đẹp và làm cho mình vui vẻ. Như vậy là mình đã chia sẻ cái tử vi cũng như vận hạn cái tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Kỷ Mùi của đối với tuổi Mùi của mọi người. Thật sự mà nói thì nếu như có cảnh báo thì mình dĩ nhiên mình vẫn sẽ phải cảnh báo những người Đinh Mùi và những người Kỷ Mùi với cái thiên can là khắc tháng hoặc tháng khắc thiên can thì đều đem lại những cái điều không tốt đẹp trong công việc. Đặc biệt là người Kỷ Mùi còn bị bản mệnh hỏa khắc kim, cho nên là cái phúc tinh và lại tinh nó không có tác dụng nhiều lắm. Còn lại thì những người khác như là những người Ất Mùi, những người Tân Mùi thì tốt đẹp. Hy vọng rằng với những thông tin mình tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người là một hành trang hoặc là một cái gì đó bỏ túi, một cái cẩm nang bỏ túi để mọi người biết cương nhu ở trong cái tháng 8 âm lịch này mà có được cái thành công tốt đẹp. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác tuổi Mùi được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân gia đạo. Rất vui là và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.